Cách đây gần tháng, các cô giáo ở trường mầm non Minh An, huyện Văn Chấn đã có mặt tại trường để trang trí lớp học, kiểm kê lại danh mục đồ dùng đồ chơi, dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh quanh khuôn viên để chuẩn bị đón năm học mới. Cô giáo Lý Thị Lương cho biết. Trong thời gian nghỉ hè, chúng tôi cũng đã đến trường dọn dẹp, lao động vệ sinh để chuẩn bị đón các bé trở lại trường và cũng để đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch COVID-19. Năm học 2021-2022, trường mầm non Minh An dự kiến đón gần 300 trẻ ra lớp tại điểm trường chính và hai điểm trường lẻ. Cô giáo Trịnh Thị Mai, hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi lao động vệ sinh sạch sẽ, các thầy cô giáo đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch bệnh COVID-19, giúp các bậc phụ huynh yên tâm đưa trẻ tới trường. Thì nhà trường đã có những kế hoạch cụ thể, chi tiết cho tháng, tuần đón các con học ở trở lại thì được đảm bảo về cái công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là với cái thông điệp là 5K thì nhà trường rất là chú trọng. Những ngày này, cùng với các thầy cô giáo, nhiều phụ huynh ở Văn Chấn dù bận rộn với công việc vẫn sắp xếp thời gian giúp nhà trường lao động vệ sinh khuôn viên trường lớp, chuẩn bị đón năm học mới. Chị Hoàng Thị Hiệu, người dân xã Nghĩa Tâm nói: Tôi thấy các thầy cô đến đây để dọn dẹp thì tôi cũng tự nguyện đến đây dọn dẹp để có một ngôi trường sạch đẹp. Cùng với đó thì tôi đã chuẩn bị sách vở này, đồ dùng học tập để phục vụ cho các con vào năm học mới. Toàn huyện Văn Chấn có 65 trường học, trong đó có 24 trường đạt chuẩn quốc gia. Chuẩn bị cho năm học mới, thời gian qua, huyện đầu tư xây mới 66 phòng học, phòng chức năng và 52 công trình hạng mục khác. Đến nay, 100% học sinh lớp 1, 2, 6 đã mua đủ sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đội ngũ giáo viên cũng được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng hình thức online. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn cho biết, xác định dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên phòng đã yêu cầu các trường xây dựng các kịch bản chi tiết để ứng phó với các tình huống có thể diễn ra. Các đơn vị nhà trường là phải thực hiện tốt các cái quy định về phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chức năng, chuẩn bị kỹ các cái điều kiện ví dụ như là dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt, vấn đề về khoảng cách an toàn. Và đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ huy động trẻ mầm non 5 tuổi là đạt 99,9%, học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% và tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 trung học cơ sở đạt trên 99,99%. Năm học mới 2021-2022 còn nhiều thử thách khó khăn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, song với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, thầy cô giáo và các em học sinh của huyện Văn Chấn sẽ phấn đấu đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác dạy và học.